Xin chào mọi người, bạn mình vừa mới quay trở về từ tiệc thanh kiều bạc ti của Trọng Hiếu. Hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2020. Hôm nay rất là bận rộn, cả ngày rất là mệt mỏi với lại mọi công việc ở trong phim trường. Sau đó thì đi dự thanh kiều bạc ti của Trọng Hiếu, rồi tối nay lại có một cái lễ trao giải của giải thưởng âm nhạc của Zing Music Award. Nhưng mà tại vì xảy ra một cái câu chuyện làm cho bạn mình thực sự tâm trạng nó không có được vui, cho nên bạn mình đã không đi dự cái lễ Zing Music Award đâu. Bạn mình quay trở về nhà. Xong rồi bạn mình ngồi suy nghĩ, thì bạn mình cảm thấy là muốn làm một cái video. Tại vì làm video nó là thú vui của bạn mình mà. Thật ra làm cái này thì mọi người thích coi cũng được mà mọi người không coi cũng được, tại vì nó cũng cái lượt view và cái like nó không có là cái gì đối với bạn Blue, tại vì bạn Blue cũng không phải là vlogger, chỉ đơn giản là muốn ghi hình mà làm video thôi. Nó là sở thích của mình thì mình làm thôi, mình đâu cần phải đặt nặng vấn đề là mình làm bị gì đâu đó. Thế là bạn mình nghĩ là bạn mình nên làm thôi. Tại sao bạn mình lại lấp một người trên Facebook? Tự nhiên nghĩ ra idea đó thôi. Bạn mình ít khi lóc người khác lắm, tại lý do là cái Facebook của bạn mình rất là hẹp, rất là ít người bạn, tức là bạn mình rất là ít kết bạn với người khác. Bạn mình mà bình thường á, mà làm việc á, thì bạn mình đa số là chat messenger thôi. Nhưng mà bạn biết rồi đó, Facebook nó có một cái chế độ là bạn không nhất thiết là phải kết bạn với người đó, bạn vẫn có thể chat với người đó. Cho nên là bình thường bạn mình rất là ít khi kết bạn với người khác. Không có phải là bởi vì là bạn mình chẳng cái gì hết, mà chỉ đơn giản là khi mà bạn mình nghĩ là bạn mình kết nối với một cái người nào đó ở trên Facebook đó, thì người đó phải thực sự là bạn của bạn Blue, hoặc là bạn Blue phải có một cái mối quan hệ nào đó rất là đặc biệt với cái người đó. Còn khi mà đã là bạn rồi á, thì phải quan tâm nhau. Còn nếu không quan tâm nhau thì bạn Blue có một cái thói quen á, cứ 3 tháng một lần á, bạn Blue sẽ unfollow, unfriend cái người mà không tương tác. Bạn Blue có thói quen như vậy, cho nên là friend list của bạn Blue không bao giờ trên 500 người, lúc nào cũng dưới ấy hết á. Rồi nên là cái lượt follow lúc nào nó cũng tại cao gấp 3 lần so với lại cái friend list thực sự. Vậy thì tại sao bạn Blue lock Facebook của một người? Đa số là thường là bởi vì là một cái mâu thuẫn nào đó, hoặc là bởi vì một cái problem gì đó trong cái mối quan hệ giữa bạn Blue và cái người đó, thì bạn Blue sẽ lock người đó. Ví dụ như là bạn Blue không có muốn quan tâm tới người đó nữa, không muốn người đó xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa, không muốn chat chít hoặc là connect hay bất cứ một cái mối quan hệ nào đó với cái người đó nữa, thì bạn Blue sẽ lock người đó. Và nếu mà đã lock rồi, điều đó có nghĩa chứng tỏ một cái câu chuyện đó là bạn hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi. Bạn Blue vậy đó. Nói chung là bạn Blue không có nhu cầu ghét nhiều người. Nói chung là bạn Blue không thích ai đó thì bạn Blue sẽ lóc người đó thôi. Đơn giản. Lóc người đó trên mạng xã hội thôi. Hôm nay y nói câu chuyện là lời hứa của đàn ông bạn có nên tin không? Sau tất cả những chuyện gì xảy ra, bạn Blue không có tiêu cực. Nhưng mà bạn Blue thì thông qua những cái trải nghiệm của mình thì bạn luôn nghĩ như nè, không nên tin tất cả những lời hứa của đàn ông hoặc tất cả những lời nói của đàn ông, bạn chỉ nghe nghe thôi, còn khi nào anh ta làm thì bạn hãy tin. Bởi vì là lời hứa thì gió bay. Lu đã từng nghe một cái người đàn ông nói chắc như đinh đóng cột về một cái cuộc hẹn của mình với anh ta, mà không phải là một lần mà rất là nhiều lần. Nhưng mà lúc nào đến phút chót thì anh ta sẽ hủy hẹn. Anh sẽ tới lý do A, lý do B, lý do C để anh ta hủy cái cuộc hẹn đó, cancel cái cuộc hẹn đó. Nói thiệt nha, bạn luôn cho rằng á, khi mà đang ở trong giai đoạn mà tìm hiểu nhau, khi mà đang ở trong giai đoạn cưa cẩm nhau á, có nghĩa là người phụ nữ rất là quan trọng. Tại vì người đàn ông muốn lấy lòng người phụ nữ mà. Và nếu mà anh ta hủy cuộc hẹn của bạn một lần, ok, bạn có thể hiểu. Vấn đề là vì công việc hay là vì nước A, B, C, hết. Vấn đề thứ hai, qua lần thứ hai thì bạn phải tự coi lại. Còn đến lần thứ ba thì bạn không được phép tin vào người đàn ông đó nữa. Tại vì thứ nhất là bạn sẽ phân tích được một lý do là anh ta không có coi trọng bạn. Anh ta hủy hẹn tới lần thứ ba rồi mà, là anh ta không có coi trọng bạn.
bạn luôn xếp đằng sau so với những lựa chọn của anh ta để anh ta chọn làm những cái việc mà anh ta cho là quan trọng hơn. Thứ hai, anh ta không đủ tôn trọng bạn. Tại bạn có thể hủy kèo một lần, nhưng mà bạn có thể chịu đựng một cái người hủy kèo bạn đến lần thứ ba không? Không thể đúng không? Bạn phải có sự tự tôn và cái sự tự trọng của mình chứ. Nếu bạn không tôn trọng bản thân bạn thì anh ta làm sao có thể tôn trọng bạn được? Được chưa? Thứ tư đó là người đàn ông á, cái mà khiến cho người khác á, có thể tôn trọng người đàn ông nhất là doanh nhân á, ở cái chuyện là người ta nói và người ta chịu trách nhiệm với cái điều người ta nói và người ta sẽ thực hiện và giữ uy tín đối với tất cả những cái điều người ta nói. Còn nếu như anh ta không làm được cái chuyện đó, có phải chuyện là bạn quan trọng với anh ta hay không, mà đơn giản là một cái hình thức thể hiện cho chúng mình thấy là anh ta nói mà anh ta không làm được, thì bạn nghĩ là anh ta có đáng tin không? Đúng không? Người đàn ông đáng tin là người đàn ông có trách nhiệm với lời nói của mình. Đương nhiên là chúng ta không cần nhất thiết phải tin tất cả mọi lời đàn ông nói, nhưng người đàn ông sẽ phải có trách nhiệm thể hiện ra một câu chuyện là bạn, tôi là người đáng tin và đáng được tôn trọng. Khi tôi nói ra một điều gì đó, tôi sẽ có trách nhiệm với cái việc tôi nói ra. Đó. Còn hai nữa là mình thấy là có rất là nhiều người á, họ rất là bất lịch sự khi mà họ hủy một cái cuộc hẹn nào đó với mình mà họ nhắn tin Facebook. Đúng không? Nó không mang tính tôn trọng một tẹo nào hết luôn. Và bạn luôn có một cái quan niệm như này nè. Bạn không thể yêu một người khi mà bạn suốt ngày chỉ chat với người đó, bạn chưa từng gặp người đó ở ngoài đời, chưa từng tiếp xúc với người đó ở ngoài đời. Nó bị vô lý lắm. Cái tình yêu đó là cái tình yêu vớ và vớ vẩn. Theo quan niệm của bạn luôn, đương nhiên là bạn luôn biết ở trên thực tế là ngoài đời nó cũng vẫn có những cái mối quan hệ đó. Nhưng mà đối với bạn luôn là không. Tất cả mọi thứ đều phải thực tế. Thực tế ở đây có nghĩa là tôi phải gặp gỡ anh ở ngoài đời, tôi phải tiếp xúc với anh ở ngoài đời. Bởi vì thực tế chứng minh ra một cái câu chuyện rằng chúng ta chat với nhau rất là hay ở trên trên Facebook. Ủa nhưng mà ở ngoài đời nói chuyện trước quốc à, nói chuyện không hợp nhau một tẹo nào luôn. Cho nên là không phải là cứ nói chuyện hợp với nhau trên Facebook là có thể là nói chuyện với nhau ở ngoài đời hay đâu. Đó, cho đó là lý do mà bạn mình nghĩ là nếu mà ai đó mà muốn hiểu hơn về người bạn của mình thì nên gặp ở ngoài đời. Thường á, là đàn ông mà hủy hẹn thì họ sẽ có cách xử lý rất là tinh tế. Họ sẽ gọi điện, họ sẽ xin lỗi, sau đó thì họ sẽ trình bày cái lý do. Sau đó họ có thể không có trình bày cụ thể chi tiết, nhưng mà họ sẽ đưa ra những cái phương án khác là ok anh xin lỗi em là anh đã bị bận cái chuyện này ở vào cái thời điểm mà chúng ta đã hẹn với nhau, và nếu vậy á, thì chúng ta có thể dời cái cuộc hẹn này sang một cái ngày khác hoặc là một cái giờ khác được hay không, và anh ta có thể làm chuyện đó tối thiểu một lần thôi. Qua đến lần thứ hai thì bạn còn cũng như ở bạn bạn là cô gái nhân hậu rộng lượng, bạn có thể bỏ qua, nhưng lần thứ ba thì bạn đừng làm như vậy. Tại vì anh ta quá rảnh, anh ta quá rảnh khi mà cancel bạn hết lần này đến lần khác ba lần là quá tam ba bận, là anh ta không có trách nhiệm cái lời nói của anh ta, đúng không? Vậy thì bạn có muốn kết bạn với một cái người như vậy không? Rồi tôi thì tôi sẽ không bao giờ tin là một người đàn ông mà suốt ngày nói là anh buồn quá, em nói như vậy hoặc em cư xử như vậy làm cho anh buồn quá. Ủa bạn có nhìn thấy bản mặt anh ta buồn không? Không đúng không? Dựa vào đó anh ta kêu bạn khiến bạn tin là anh ta buồn bằng mấy cái lời gõ chỉ mất 3 giây trên mạng hả? Đúng, làm ơn được tin đàn ông á. Nhiều phụ nữ hay nói là đàn ông thật lòng với bạn, yêu bạn á, là đàn ông rơi nước mắt vì bạn và cảm thấy ân hận vì lỗi lầm anh ta dành cho bạn. Bớt bớt tin lại, đàn ông á, mà thật lòng với bạn là đàn ông rơi nước mắt vì bạn, hối hận và thay đổi cái lỗi lầm và cải thiện cái lỗi lầm đã làm với bạn. Làm ơn tỉnh lại giùm đi thì mới là đàn ông thật lòng với bạn. Còn đàn ông mà chỉ có nhắn tin anh xin lỗi, anh buồn quá, anh còn có lỗi với em, anh ao sơ cờ, sau đó anh ta lại y như vậy, lại lặp lại tiến trình y chang như vậy thì bạn làm ơn đừng có tin. Nghĩa là lời nói của đàn ông thì không có đồng nghĩa với việc anh ta làm, nên là hãy xem anh ta làm rồi hãy tính. Đương nhiên là cuộc sống của chúng ta thì không phải là lúc nào nó cũng luôn luôn ổn định và suôn sẻ, vì đó là cái cách mà cuộc sống nó vận hành mà.
nó cũng sẽ có những ngày buồn, thật là buồn. Thực ra ngày hôm nay bạn mình rất là buồn, mặc dù là đi tiệc thanh kiều bạc ti của Trọng Hiếu về rất là vui, nhưng mà cái chuyện này phát sinh ra cái bạn mình cũng rất là buồn. Nhưng mà sau đó thì bạn mình đã có rất là nhiều cách để có thể vượt qua cái nỗi buồn. Cách của bạn mình là như sau. Nếu khi mà bọn mình buồn á, thì điều đầu tiên bạn mình sẽ làm đó là bạn mình sẽ đi tắm nè, bạn mình sẽ ăn đồ mình thấy ngon. Thường là người ta hay chọn đồ ngọt đúng không, thì được thường là chúng ta có rất là nhiều cái món đồ ngọt khiến tâm trạng chúng ta vui vẻ đó, thì chúng ta nên ăn đồ ngọt. Rồi chúng ta có thể theo cách của bạn mình, bạn mình sẽ viết ra tất cả những cái nỗi bực tức, những cái nỗi buồn của mình vào nhật ký. Thực ra là viết nhật ký là một cách để xả cái tâm trạng rất là tốt đó. Mọi người sẽ cảm thấy nó trẻ con lắm, nhưng mà thực ra bạn mình nghĩ là đó một cách rất là tốt trong việc là xả cái tâm trạng của mình ra. Thứ hai nữa là trong cái thời điểm mà bạn không được vui á, tốt nhất là bạn không nên đi gặp nhiều người. Tại vì như vậy, một là bạn cứ phải cố tỏ ra vui vẻ với mọi người xung quanh, chi vậy, trong khi trong lòng bạn cảm xúc của bạn đang không được vui mà bạn mắc mớ gì bạn phải diễn chi vậy, bạn làm hài lòng người khác chi vậy. Cho nên là khi mà mình không vui, tốt nhất là mình không nên gặp ai, mình nên về nhà ở một mình. Nếu mà vẫn cảm thấy là không ổn nữa thì cách của bạn tiếp theo là bạn mình sẽ gọi điện cho một người bạn. Không lẽ trong cuộc đời bạn mà không có một người bạn nào để có thể lắng nghe bạn một lần một cái chuyện gì đó không vui, thì bạn chỉ đơn giản bạn kể và chia sẻ với người đó thôi, người đó sẽ cho bạn lời khuyên, thậm chí là cũng chẳng cần phải cho bạn lời khuyên nữa, chỉ cần nghe thôi. Xong rồi thì khi mà bạn giải tỏa được cái chuyện đó xong rồi thì mọi thứ đều sẽ rất là ổn. Mà hãy nhớ nha, đừng có bao giờ tin vào những gì mà đàn ông nói. Đàn ông nói mà không làm á thì rất là đáng khinh. Và đừng có bao giờ đàn ông, bạn mình có một cái người bạn á, anh ta rất là mắc cười, anh ta luôn luôn yêu cầu là em hãy hiểu anh, em hãy thấu hiểu cho anh. Ủa làm sao em có thể thấu hiểu cho anh được khi em chưa bao giờ gặp anh là ai em không biết nữa. Anh đã làm gì cho em chưa, anh đã nuôi em được ngày nào, anh đã cùng trải qua bao nhiêu khó khăn với em không, anh đã cùng em giải quyết vấn đề gì đó không, anh đã giúp đỡ em cái chuyện gì không, chúng ta có mối quan hệ gì với nhau không. Ủa tại sao em phải hiểu anh? Anh yêu cầu vậy anh thấy bị vô lý không? Anh yêu cầu một người xa lạ với anh hiểu anh. Làm ơn đi, làm ơn bớt ảo tưởng. Học cách này bọn mình thấy rất là thực tế luôn. Cho nên là chat ở trên mạng á, là một câu chuyện, còn gặp ngoài đời là một câu chuyện khác hoàn toàn. Thôi chị nói như vậy thôi. Nói chứ bạn mình đã tâm trạng ổn lại rồi, sau khi bạn mình không được vui về cái câu chuyện hôm nay của bạn mình, xong rồi cái bạn mình chia sẻ với một người bạn. Xong rồi bạn mình nói với ảnh là ở đó, đó em gặp câu chuyện như vậy đó, thì ảnh rất là phân, ảnh biết cái câu chuyện này. Xong rồi ảnh rất là phân, ảnh làm cho bạn mình vừa chat với ảnh vừa cười luôn đó. Xong rồi bạn mình quên luôn cái câu chuyện buồn của bạn mình luôn. Đó, ý là chúng ta có rất là nhiều người bạn xung quanh khi mà chúng ta có một cái friend list Facebook rất phong phú, nên hãy tận dụng chuyện đó để làm cho tâm trạng của chúng ta vui vẻ, chứ không phải đang ngồi đi buồn, ngồi sầu thảm, ngồi trách móc. Bạn mình hết buồn rồi, bạn mình xong rồi mà. Kể cả cái người bạn mà bạn mình vừa lóc, bạn mình cũng sẽ quên trong những năm nhạc, bạn mình đảm bảo luôn. Tại vì bạn mình thấy họ, cái người đó không có mang lại một cái giá trị gì trong cuộc đời của mình hết đó. Còn xin lỗi bạn chứ anh ta có nói 100 lần đúng, ôi em rất xinh trong lòng anh, em rất đẹp trong lòng anh rất là thương em, anh rất là thích em, anh rất là ABC bờ cờ này kia. Ủa anh ta có nói 100 lần bạn cũng bớt tin đi, bởi vì anh ta phải làm ở ngoài đời thực tế thể hiện ra điều đó. Còn anh ta nói dễ lắm mà, chỉ gõ mấy chữ được mà, trong vòng mấy giây, trong vòng mấy nốt nhạc là có thể nói ra được tất cả những gì đó, hoặc copy paste. Cho nên là tự nhiên thông qua chuyện này cái cảm giác là một người viết hay ở trên Facebook chưa chắc là một người đáng tin cậy. Nhà anh ta 40 tuổi cũng chưa chắc là anh ta đã chín chắn, chững chạc và biết cách cư xử. Không thể để một cái khuôn mặt xinh đẹp như vậy
trở nên cau có và buồn bã, đúng không? Cho nên là thôi, bạn Blue phải đọc sách và đi ngủ sớm, ngày mai sẽ lại đi làm. Và hãy quăng tất cả những người mang những năng lượng tiêu cực và sự khó chịu cau có ra khỏi cuộc đời bạn. Đó là cách tốt nhất để bạn lấy lại cuộc sống vui vẻ, và bạn xứng đáng được chuyện đó mà. Bạn mình sẽ quay trở lại với những clip sau. Chào tạm biệt mọi người.